Xin chào mọi người. Xe đào đất Eric đang sử dụng dịch vụ nè. Bọn mình phải kiểm tra xem Eric có hợp và khỏe để làm đào bới không. Ai muốn giúp nào? Mình nghĩ mình sẽ chọn vàng. Mình biết bạn muốn chơi, nhưng mình nghĩ bạn sẽ vui hơn khi làm việc trong gara đó. Giờ bắt đầu kiểm tra động cơ của Eric nha. Hãy khởi động to lên nào. Bạn làm được tốt hơn mà Eric. Bắt hay đó vàng. Giờ thì kiểm tra bánh xích nha. Phần cuối cùng của dịch vụ. Edit xem cần cẩu của bạn hoạt động thế nào nha. Cần thêm dầu đó bạn ơi. Tốt lắm Edit, đã đạt chuẩn rồi đó. Bạn đã sẵn sàng đi đào thêm đất rồi nha. Bạn có muốn chơi cùng họ không bạn? Mình đã nói là công việc vui mà. Hẹn gặp lại các bạn để có thêm nhiều công việc và niềm vui ở gara Gecko nha.